lúc nó mở gì nhỉ, mở server bên máy chủ Đông Nam Á thì tôi mới vác về. Chí thì 200k là kiểu bốn. Ác tôi chơi cũng được pay to win, ít ra đồ của phi sĩ chứ phẩm cũng như tầm xét tầm 1 năm đổ lại đây. Ôi rồi ác tôi nói chung là cũng lâu lâu mới gì nhỉ, cũng lâu lâu mới nạp và nói thẳng ra là ít nạp lắm. Rồi. 8 phút nữa nó có thể ao ra và đủ kít cái. Cái anh scenario thế là xong. Tôi chỉ cần thế thôi. Tôi chỉ số từ Huy sinh 11 cơ đi sơ Việt Nam đóng cửa tôi nghỉ qua xe luôn. Ô thế à? À vậy luôn. Nhưng mà ít ra thì bên phía ô tô có một cái lợi thế rất là lợi thế rất là quan trọng là có GM để bảo có GM để chăm gió cùng. Có gì chúng nó gọi cái mình vào mình cày cày chút một tí. Nó linh tinh vậy thôi. Bây giờ thì vào con BL móc lốp hay sợ cái đã. Và cũng xin nhắc kẹo với quý vị như sau là thời điểm hôm nay thì nếu như ông nào mà chơi đầy đủ 30 phút thì công sẽ nhận được thì chắc thằng công sẽ phải có đầy đủ 20 mảnh. 20 mảnh thì có thể đổi được lấy gì? Hoặc là có cúp 57 xin 357 C2 đi, hai là có cung 191 Rose, ba là con 166 các tú xếp, thứ tư là con Pepper 30 White Camo và cuối cùng là con Jungle Knight Moose Snake. Hay là con Jungle Knight 12 con giáp. Bỏ xong rồi. Từ Acadia rồi thì tôi sẽ xếp được rồi chứ không phải mấy cơ hội vớ vẩn từ hồ với game. Công nhận mà. Cái này thì đúng là éo cãi rồi. À từ 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 từ. Tôi và Ác ra nốt thì tôi ấy trước. Và sau đó để làm tí nhiệm vụ rồi đã. Nhưng mà chắc là sau đấy thì tôi phải đi với Capsi rồi đã. Buồn nói mấy ai. Sau cố gắng là làm cái nhiệm vụ cho sau đó để lấy MP xong rồi thì tớ ế. Hai phút nữa thì well giờ tôi tìm cái gì đã rồi tôi phải tìm tiếp. Ủa mày chưa công tôi tìm tiếp.